Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành để lắng nghe sứ điệp của Chúa qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh tha, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Cảm ơn Chúa, tất cả mọi sự vinh hiển đó đều thuộc về Đức Chúa Trời của chúng ta. Và tôi tin rằng là giữa vòng chúng ta sẽ có những người có thể làm được những điều mà không tưởng. Miễn rằng là quý vị đừng bỏ lỡ bất cứ một cơ hội nào Chúa đem đến trong công việc của mình, ở trong đời sống cá nhân của quý vị. Quý vị sẽ thấy được những cái phép lạ của Chúa. Buổi sáng nay thì tôi xin được phép chia sẻ về một cái chủ đề, một cái sứ điệp có chủ đề đó là tâm quan trọng của những lời hứa nguyện của chúng ta. Tôi xin đọc lời của Chúa trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 23 câu 21 cho đến 23 như thế này: Khi ngươi hứa nguyện cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi thì chớ trì hoãn làm cho xong, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi hẳn sẽ đòi sự hoàn nguyện ấy. Bằng chẳng làm cho xong, ngươi sẽ mang lấy tội. Nhưng nếu ngươi không hứa nguyện thì không phạm tội, khi môi ngươi đã hứa cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi một sự hứa nguyện lạc ý, thì khá cẩn thận làm trọn lời ra khỏi miệng mình đó. Thưa quý bà chị em, lời của Chúa nói với chúng ta rằng là chúng ta khi hứa nguyện cùng với Chúa thì chúng ta hãy mau mau để chúng ta làm cho nó xong. Hay nói cách hơn đó là chúng ta chớ có trì hoãn làm cho xong. Đôi khi trong cuộc sống của chúng ta có những lúc chúng ta lâm vào trong cái sự khó khăn hoặc đối diện với cái sự bế tắc, chúng ta lại có những cái lời hứa với Chúa. Hứa rất là nhiều ở trong hôn nhân, trong tình cảm, rồi ở trong công việc, trong đời sống cá nhân, ở trong thậm chí là chức vụ của chúng ta. Nhưng mà Chúa ngài nói rằng là khi mà chúng ta đã mở miệng ra để chúng ta hứa nguyện với Chúa thì chúng ta cần phải làm cho nó nhanh chóng. Bởi vì Chúa ngài hẳn sẽ đòi lại cái sự hoàn nguyện ấy, thưa quý mài chị em. Vậy thì lời hứa của chúng ta trước mặt Chúa nó rất là quan trọng. Và Chúa ngài nói rằng là đó là phạm tội nếu chúng ta không giữ lời hứa của chúng ta ở trước mặt Chúa. Và tôi thiết nghĩ rằng là đây cũng là một trong những cái lý do khiến cho nhiều con cái Chúa chúng ta không được phước ở trong tình cảm, ở trong gia đình, ở trong cuộc sống và công việc của chúng ta. Đôi khi chúng ta cố gắng tiến lên trong ơn của Chúa nhưng mà chúng ta lại không thấy được cái sự ban phước và không thấy được cái sự kết quả ở trong đời sống của mình. Rồi chúng ta lại cảm thấy mệt mỏi khi mà chúng ta cầu nguyện nhưng mà Chúa không đáp lời. Thì buổi sáng hôm nay tôi cảm ơn Chúa để chia sẻ cho quý vị thấy được cái tầm quan trọng của những lời hứa của chúng ta. Đôi khi cái lời hứa của chúng ta nó là những cái điều mà tưởng chừng như rất là bình thường, nhưng mà nó lại rất là quan trọng ở trước mặt Chúa và trước mặt con người. Ở trong Thi Thiên là thứ 15 câu 1, lời của Chúa nói rằng là hỡi Đức Giê-hô-va, ai sẽ ngủ trong đền tạm Ngài, ai sẽ ở trên núi thánh Ngài. Câu 4 và câu 5, người nào khinh dễ kẻ gian ác, nhưng tôn trọng kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va, kẻ nào thề nguyện dâu phải tổn hại cũng không đổ giờ gì hết. Người nào không cho vay tiền lấy lời chẳng lãnh hối lộ đặng hại người vô tội, kẻ nào làm các điều ấy sẽ không hề rung động. Kinh Thánh có nói với chúng ta về những cái điều kiện để cho một thánh đồ có thể ở trong sự hiện diện thánh của Chúa mà không bị rung động. Người đó được phước của Chúa và có một đời sống vững vàng ở trong ơn của Chúa. Thì có những cái điều kiện ở đây, và một trong những điều kiện đó đó là người đó đã thề nguyện thì dâu phải tổn hại cũng không đổi dời ở trong cái lời thề nguyện đó. Và chúng ta thấy được ở trong Kinh Thánh có hai loại hứa nguyện. Loại hứa nguyện thứ nhất đó là hứa nguyện với Đức Chúa Trời. Và loại hứa nguyện thứ hai đó là hứa nguyện với con người. Hứa nguyện với Đức Chúa Trời thì chúng ta cần phải giữ và chúng ta cần phải làm trọn. Bởi vì nếu chúng ta không làm trọn thì chúng ta sẽ mắc tội với Chúa. Và đây là cái loại hứa nguyện cao nhất và chúng ta cần phải mau mau để chúng ta làm cho xong. Bởi vì nếu chúng ta hứa nguyện với con người, chúng ta ăn năn hoặc là chúng ta xin lỗi nhau, chúng ta có thể giải được cái sự hứa nguyện đó. Nhưng mà nếu chúng ta hứa nguyện với Chúa mà chúng ta không trả thì đó là một cái mức độ phạm tội nó cao hơn, và nó đòi hỏi chúng ta cần phải hạ mình để chúng ta ăn năn và tan vỡ với Chúa để chúng ta trở lại ở trong sự thương xót của Ngài. Chúng ta xem sự hứa nguyện thứ nhất ở trong buổi sáng nay đó là hứa nguyện ở trong hôn nhân. 90% những người đàn ông không thật sự hiểu câu nói này nghĩa là gì trong ngày cưới của họ. Nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh, trước mặt hội thánh, anh xin nhận em làm vợ của anh và anh hứa sẽ luôn chung thủy với em khi giàu sang cũng như lúc nghèo khó, khi ốm đau và cả lúc mạnh khỏe. Hứa yêu thương, trân trọng em mỗi ngày đến suốt cuộc đời của mình.
Có bao nhiêu anh em chúng ta nhớ cái lời hứa nguyện của mình ở trong hôn nhân của mình mà tôi vừa mới đọc à? Dạ, tôi hỏi anh em ấy, chứ không phải chị em. Dạ, có một người thôi. Dạ, cảm ơn Chúa. Còn những người khác là chúng ta cưới nhau trước khi chúng ta tin Chúa, đúng không ạ? Dạ. Rồi tôi sẽ nói về cái phần mà chúng ta cưới nhau và trước khi tin Chúa, tức là hôn nhân của chúng ta không được sự chứng giám của Chúa và không được sự ban phước của Chúa ở trong lúc ban đầu đó, thì chúng ta sẽ làm như thế nào ở trong phần sau. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là khi mà những người đàn ông chúng ta đã hứa nguyện như vậy ở trong ngày cưới của họ, thì có thể là không hiểu lời Chúa hoặc là không ai dạy cho họ cách trân trọng để giữ lời thề nguyện đó trước mặt Chúa. Cho nên nhiều cuộc hôn nhân đã tan vỡ hoặc là họ sống với nhau không hạnh phúc, nguội lạnh. Theo thống kê ở bên Mỹ thì thường sau là 7 năm thì các cặp sẽ ly hôn vì không còn có tình cảm hoặc là không thể chịu đựng thêm được nữa. Đây là cái sự thống kê ở ngoài thế gian, tức là không phải ở trong hội thánh nha quý vị nha. Ở ngoài thế gian đó, thì khi mà họ cưới nhau khoảng 7 năm thì cái sự ly dị nó xảy ra. Và lời thề nguyện bây giờ ở trước mặt Chúa chỉ còn là những cái lời nói gió thổi bay đi và cả hai đổ lỗi cho nhau. Ở Mỹ thì đa phần người ta là bên Công giáo hoặc là ở những cái giáo hội chính thống. Và khi mà họ cưới nhau thì họ cũng có hứa ở trước mặt con người, và cũng như là nếu mà có những người họ là tổ chức ở trong nhà thờ đó thì họ cũng hứa nguyện với nhau. Chứ không như Việt Nam chúng ta đám cưới thì không có nói một cái gì hết. Ở ngoài thế gian đó, không có theo tôn giáo đó, thì họ chỉ là cưới với nhau rồi trao nhẫn cho nhau thôi, ở trước mặt quan viên hay họ, chứ không có hứa nguyện gì cả. Nhưng mà đối với lại những người có tôn giáo là Tin Lành chúng ta, thì chúng ta thấy rằng cái sự hứa nguyện là cái điều rất là quan trọng và không thể thiếu được ở trong bất cứ một cái giao ước hôn nhân nào. Và chúng ta biết rằng là lời hứa nguyện hay là thề nguyện hôn nhân trước Chúa hết sức là quan trọng. Nó có thể đem đến phước hạnh hoặc là rủa sả cho cả hai. Khi mà nhận biết được cái điều này thì tôi nhận thấy rằng tôi cần phải yêu thương vợ của tôi và gia đình của tôi ở trong sự hạnh phúc trọn vẹn của Chúa, vì chính bản thân tôi đã khẩn nguyện với Đức Chúa Trời của mình. Quý vị nghĩ rằng là khi chúng ta nói lời thề nguyện hay là hứa nguyện hôn nhân á, thì chúng ta đang nói cái lời đó với ai quý mài chị em? Với người phối ngẫu của mình hay là chúng ta nói với Chúa? Như hồi nãy tôi nói rằng là có hai loại hứa nguyện, đó là hứa nguyện Đức Chúa Trời và hứa nguyện với con người. Thì giao ước hôn nhân đó là sự hứa nguyện với ai? Dạ, đây là cái loại hứa, đây là cái điều mà chúng ta thấy rằng là nó cần phải có cả hai cái sự hứa nguyện. Dạ. Vừa hứa nguyện với Đức Chúa Trời mà cũng vừa hứa nguyện với con người, tức là cái người phối ngẫu của mình đó. Dạ. Và đây là một cái điều mà chúng ta thấy rằng là ở trong ánh sáng của lời Chúa, chúng ta cần có sự thương xót để chúng ta hiểu được cái tầm quan trọng của cái sự hứa nguyện đó. Chúng ta không nói với con người, nhưng mà chúng ta cũng đang nói với Đức Chúa Trời nữa. Đó là trước mặt Chúa, trước mặt Hội Thánh, tôi đồng ý để nhận em làm vợ của tôi. Và tôi hứa. Có người biện luận rằng là đây là chỉ là lời hứa đó, không phải là lời thề nguyện. Nhưng mà chính xác hơn á, quý mài cho em, đây là cái lời thề nguyện hôn nhân. Nó giống như là một cái sự tuyên thệ ở trước mặt Chúa và trước mặt Hội Thánh, rằng là tôi yêu cái người này và tôi sẵn sàng để chung thủy với người đó cho đến cuối đời. Và đây là một cái dạng thề nguyện. Nếu lòng của chúng ta có sự kính sợ Chúa thì chúng ta sẽ sản sinh ra hành động và nếp sống của chúng ta sẽ đúng như lời mà chúng ta đã khẩn hứa. Vì vậy chúng ta hãy suy nghĩ kỹ trước khi chúng ta hứa nguyện với Chúa của chúng ta. Nếu mà chúng ta đã kết hôn rồi thì chúng ta hãy nỗ lực gìn giữ hôn nhân của chúng ta. Bởi vì không có bất cứ một cái hôn nhân nào mà tự nhiên hạnh phúc cả. Tất cả những hôn nhân gia đình hạnh phúc ngày hôm nay đều đó là thành quả của một cái quá trình để họ chăm sóc, bảo vệ, gìn giữ và vun sới. Amen không anh chị em? Dạ, không có hôn nhân nào tự nhiên hạnh phúc cả. Giống như là không có một cái cây nào tự nhiên nó lớn lên cả. Nhưng mà nó đều phải có một cái tiến trình để được chăm dưỡng và được bảo vệ, được gìn giữ ở trong những cái giây phút ban đầu. Và nếu hôn nhân của chúng ta không có cái chất keo của sự hứa nguyện ở trong sự kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái lời hứa nguyện của chúng ta nó rất là mỏng manh trước những cái cơn gió của
những cái sự cám dỗ trong đời này và trước những cái sự tấn công bắn phá của thế gian tội lỗi ngày hôm nay. Ở trong Truyền Đạo đoạn số 5 câu 4 cho đến câu 6, bản dịch mới thì chép như thế này: khi con khấn nguyện với Đức Chúa Trời, hãy vội vã làm trọn điều khấn nguyện, vì cái dài không làm vui lòng Ngài. Hãy làm trọn điều con khấn nguyện, thà đừng khấn nguyện hơn là khấn hứa mà không làm trọn. Đừng để miệng con gây cho con phạm tội, đừng nói với thầy tế lễ tôi lầm lỡ khấn nguyện. Sao con làm cho Đức Chúa Trời nổi giận vì lời khấn nguyện của con, đến nỗi Ngài hủy diệt công trình tay con làm. Đây là lời của vua Salomon sau khi mà ông đã trải qua một cái quãng đời rất là thành công và đầy huy hoàng. Người ta nói rằng là Salomon ông giàu có đến nỗi mà trước ông cũng không ai bằng và sau ông cũng không ai bằng. Ông là một người khôn ngoan, học thức và có đầy cái sự hiểu biết. Và ông không thiếu bất cứ điều gì cả, từ trong tinh thần cho đến thể xác. Ông là một người giàu có và dư dật. Nhưng mà chúng ta biết rằng đến cuối đời đó thì ông đã viết ra sách Truyền Đạo. Và mở đầu của sách Truyền Đạo đó là cái câu: hư không của sự không, hư không của sự không, thảy đều hư không. Tôi thắc mắc là tại sao mà một con người giàu có và đang ở trên đỉnh vinh quang như vậy, thay vì ông phải nói ra những cái lời thỏa lòng tích cực hoặc là biết ơn Chúa vì cuộc đời của mình đã dư dật và giàu sang như vậy, thì ông lại nói rằng hư không của sự không. Và Chúa tỏ cho tôi biết một điều rằng là vua Salomon ông đã nuốt lời của mình. Ông đã không giữ cái sự hứa nguyện của ông lúc ban đầu với Chúa. Chúng ta biết rằng là lúc ban đầu khi mà vua Salomon ông ngồi ở trên ngai vàng đó, thì cái điều đầu tiên ông làm đó là ông đã dâng của lễ thiêu cho Đức Chúa Trời rất là nhiều. Ông dâng cả ngàn của lễ thiêu như vậy. Và ông yêu mến Chúa, là ông lập lại cái sự thờ phượng Chúa, đến nỗi cả dân sự đều cùng thờ phượng Chúa với ông. Và đến nỗi mà sự vinh quang của Chúa đã bày tỏ ở trong đền thờ lúc bấy giờ. Và ông đã có một cái mối quan hệ rất là tương giao, rất là sâu sắc với Chúa. Nhưng mà đến giữa cái đoạn đường đó thì ông đã bị thay đổi. Ông đã cưới rất là nhiều vợ, hơn 300 bà vợ và 700 người cung phi. Và ông đã có nhiều bạc vàng và ngựa vô số. Và ông đã không giữ được tấm lòng của mình khi ông cưới những người nữ ngoại bang làm vợ. Và chính những người nữ ngoại bang đó, đến lúc về già của Salomon thì họ đã cám dỗ Salomon để mà thờ cúng hình tượng. Và trong cái lúc mà ông thất bại như vậy, ông đã nhìn thấy rằng là mình đã không còn giữ cái sự hứa nguyện của mình trước Chúa lúc ban đầu. Và Chúa Ngài đã phá hủy công việc của tay ông. Đến nỗi mà những cái gì mà ông có đó, thưa quý mài cho em, ông thấy rằng là nó là hư không hết. Nhà cao, cửa đẹp, vợ đẹp, con ngoan, xe xịn, rồi mọi thứ đều tốt hết. Tốt nhất thế giới tại bây giờ. Nhưng mà ông không cảm thấy thỏa lòng. Hoặc nói hơn đó là ông cảm thấy rằng là mình dường như mất tất cả. Bởi vì cơ ông đã không làm được cái điều mà ông đã hứa nguyện với Chúa. Quý mài cho em ơi, đừng để cho Chúa Ngài nổi giận vì cớ lời nói của chúng ta. Có những cái điều mà chúng ta lúc ban đầu chúng ta đã hứa với Chúa thế nào, nhất là trong giữa hôn nhân mà tôi đang đề cập ở đây, chúng ta hứa thế nào chúng ta hãy giữ lời hứa đó. Và Chúa Ngài rất là tuyệt vời, Ngài rất là khôn ngoan. Ngài biết rằng chúng ta hay quên, cho nên là Chúa Ngài cho con người của chúng ta có một cái sự suy nghĩ để chúng ta là những người trong giữa hôn nhân, chúng ta nhớ đến cái lời hứa của mình qua cái gì quyến bàn chen và cái nhẫn này, đúng không ạ? Mọi người chúng ta đều có cái nhẫn này khi chúng ta kết hôn với nhau. Từ Tây sang Đông, từ Bắc xuống Nam, dù chúng ta ở văn hóa nào đi chăng nữa thì trên thế giới này người ta vẫn trao nhẫn cho nhau trong đám cưới của mình. Và đây chính là cái tín vật để cho các cặp vợ chồng, những cặp đôi họ nhớ cái lời hứa nguyện của họ và họ nhớ cái sự giao ước hôn nhân của họ ở trước mặt Chúa và trước mặt con người. Và khi chúng ta giữ lấy những lời hứa nguyện của chúng ta thì chúng ta sẽ trở thành người đàn ông của lời hứa. Tại sao tôi lại chỉ nói đàn ông quyên bài cho em? Quý vị nghĩ rằng là trong hôn nhân, trong tình cảm hôn nhân thì người nào là người dễ thay đổi lời hứa của mình nhất? Đàn ông hay phụ nữ ạ? Ở đây thì người nam thì nói là đó là người nữ. Còn người nữ thì đó là đàn ông. Không, vậy gì đó các? Không, từ buổi sáng thế là phụ nữ là tội lỗi trước đàn ông á.
Bởi vì do là Eva cám dỗ Adam ăn cái trái sự chết đó. Dạ. Quý vị bình tĩnh. Dạ, quý vị bình tĩnh, hãy lắng nghe kỹ câu hỏi của tôi. Đó là trong tất cả những cái sự gọi là mâu thuẫn về hôn nhân, và trong tất cả những cái sự gãy đổ và mâu thuẫn trong hôn nhân đó, thì ai thường là đối tượng không giữ lời hứa của mình? Đàn ông hay phụ nữ à? Thường nha, chứ không phải là luôn luôn. Dạ. Nói chung cả hai đều có chứ không phải. Dạ đúng, tôi đồng ý với chú là cả hai cũng đều có. Nhưng mà về, quý vị xin lắng nghe đây, về cái tỷ lệ mà không giữ lời hứa của mình, nhiều nhất vẫn luôn luôn là đàn ông. Phụ nữ vẫn có những trường hợp đó là phụ nữ họ không giữ lời hứa của họ, họ không yêu thương chồng của mình, không biết cách để vun đắp và gìn giữ hôn nhân của mình. Điều đó vẫn có, tôi đồng ý với chú. Nhưng mà về tỷ lệ mà gọi là đau khổ trong hôn nhân, mà nguyên nhân từ ai gây ra đó, thì vẫn luôn luôn là đàn ông là chiếm số đông nhất. Cho nên tôi nói ở đây trong cái sự thương xót của Chúa, đó là chúng ta là người đàn ông, chúng ta hãy luôn luôn giữ lời hứa của chúng ta. Và trong trường hợp đó là giả sử mà người vợ của chúng ta họ không đúng ở trước mặt Chúa, họ không làm tròn những cái gì mà hứa với chúng ta trước đây, chẳng hạn như là họ hứa rằng họ yêu chúng ta, họ thông cảm, hiểu, nâng đỡ, giúp đỡ, nâng khăn sửa túi chúng ta lúc ban đầu, nhưng mà họ không giữ lời hứa, thì chúng ta nếu là người đàn ông có sự chính trực và giữ lời thì chúng ta vẫn là người được phước của Chúa và chúng ta vẫn đúng đắn ở trước mặt Chúa, không có gì phải lăn tăn cả. Nhưng mà ở đây tôi chia sẻ điều này không phải để lên án hoặc là để chỉ trích bất cứ con người nào, hoặc là để lên án về cái sự đổ vỡ hôn nhân của ai đó đã từng trải qua ly dị. Nhưng mà tôi chia sẻ điều này để cho các bạn nữ thanh niên, chúng ta biết cách để chúng ta chọn được người bạn đời theo đúng ý muốn của Chúa. Bởi vì tôi thiết nghĩ rằng là một trong những cái tiêu chuẩn để cho chúng ta biết được cái người đàn ông đó có phải là người Chúa chọn cho mình hay không, thì chúng ta có thể nhìn vào trong cái chỗ này. Đây chính là một trong những phẩm cách mà chúng ta có thể biết được cái người đó đến từ Chúa hay không. Và để chúng ta có thể biết được cái người đó đến từ Chúa hay không, thì chúng ta nhìn vào trong đời sống kính sợ Chúa của anh ấy, yêu mến Chúa của anh ấy, và anh ấy là một người biết giữ lời hứa. Người đó không bao giờ nuốt lời với Chúa và cũng như với những người xung quanh anh ấy. Nếu chúng ta vẫn còn lăng tăng và chúng ta không biết là cái người đó có phải là người tốt hay không, đơn giản lắm các bạn trẻ, chúng ta chỉ cần hỏi gia đình, chúng ta có thể hỏi những người bạn thân với cái người đó, xem cái đời sống của anh ấy có kính sợ Chúa hay không, có bước đi trong sự ngay thẳng chính trực và giữ lời hay không, anh ấy có phải là người biết trân trọng những cái lời hứa của mình với người khác hay không. Nếu anh ấy chỉ là cái người nói cho nó sướng miệng và hứa mà không có giữ lời của mình, thì các bạn nữ chúng ta đừng bao giờ chúng ta chọn những người như vậy. Bởi vì ai biết được khi mà anh ấy đứng trước mà Chúa hứa này hứa kia, yêu thương mình, chăm sóc cho mình, thì đến giữa đoạn đường anh ấy gãy gánh và anh ấy lại bỏ mình đi như vậy. Và rốt cuộc cái người thiệt thòi nhất ở trong một cái cuộc hôn nhân tan vỡ vẫn luôn luôn là người nữ chứ không phải là người nam. Cho nên tôi chia sẻ điều này để cho các bạn nữ thanh niên trong hội thánh, là những người chúng ta đang ở trong một mối quan hệ tình cảm nào đó, hoặc là ở trong một cái giai đoạn chúng ta chuẩn bị để chúng ta bước vào trong hôn nhân, thì chúng ta có một cái kiến thức để chúng ta có thể nhìn biết được cái người nào là người Chúa chọn cho mình. Cho dẫu chồng của mình không phải là người hoàn hảo, mà thật sự là không có một cái người nam nào là người hoàn hảo trên cái đất này cả, quyên mài chè. Nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được cái tiêu chuẩn hoàn hảo mà Chúa Ngài ban cho những người chồng, những người vợ tin kính Chúa ở trong giữa hôn nhân. Đó là người đó cần phải biết giữ lời của mình ở trong sự kính sợ Chúa. Có thể cái người kia họ vì một cái gì đó mà họ bội bạc chúng ta, họ không có giữ lời của họ với chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải là cái người giữ lời với Chúa. Họ bỏ chúng ta, họ có thể họ đi với người khác, Chúa cho phép chúng ta ly dị. Ở trong cái trường hợp đó là phạm tội tà dâm hoặc là ngoại tình, chúng ta trong điều đó chúng ta không mắc tội gì với Chúa. Nhưng nếu chúng ta vì một cái lý do nào đó, hoặc là vì cá nhân của chúng ta, vì tình cảm cá nhân của chúng ta, hoặc là vì một cái công việc nào đó riêng của chúng ta mà chúng ta lại đánh đổi cái mối quan hệ hôn nhân đó, và chúng ta nuốt lời của mình, thì ở đây lời của Chúa nói với chúng ta đang phạm tội trước mặt Chúa đó. Bởi vì chúng ta đã hứa, không phải là hứa với người đó mà thôi, chúng ta cũng hứa với Chúa nữa.
Cho nên anh chị em ơi, chúng ta đứng trước lời của Chúa, chúng ta thấy rằng là đây là một trong những cái mấu chốt của cái cánh cửa phước hạnh của Chúa cho đời sống của nhiều con cái Chúa ngày hôm nay. Chúng ta cho dẫu chúng ta có làm việc ở trong cái công ty mà thu nhập khủng như thế nào chăng nữa, nhưng mà nếu lòng của chúng ta không có một cái sự hướng nguyện một cách trọn vẹn ở trước mặt Chúa, thì chúng ta giống như là đang đựng tiền công ở trong túi lũng. Chúng ta cảm giác giống như là mình là một Salomon thất bại ở trong cái lúc về già. Mọi sự đều là hư không cả quý mà cha. Cho đến khi chúng ta trở lại với Chúa và chúng ta nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con xin Chúa tha thứ cho con, bởi vì con đã không có giữ lời của con ở trước mặt Chúa trong cái hôn nhân của con. Ở khi anh chị em hạ mình xuống như vậy, Chúa sẽ thương xót anh chị em, Chúa sẽ tha thứ cho anh chị em, Chúa sẽ phục hồi và Ngài sẽ nhấc anh chị em lên ở trong ơn thương xót của Chúa. Ở trong Dân Số Ký đoạn 30 câu 1 cho đến câu 2, Môi-se nói với các nhà lãnh đạo các chi tộc Israel: đây là những điều Chúa có phán dạy. Nếu một người hứa nguyện với Chúa điều gì hoặc thể sẽ giữ một lời nguyện, người ấy không được trái lời, phải làm theo lời mình đã nói. Và trong Thi Thiên 56 câu 12 chép rằng: lạy Đức Chúa Trời, con sẽ thực hiện điều có hứa nguyện với Ngài, con sẽ dâng tế lễ cảm tạ lên cho Chúa. Anh chị em ơi, chúng ta thấy rằng là những tiên tri, những người được ơn của Chúa, được sức dầu của Chúa trong thời xưa, họ luôn biết được cái tầm quan trọng của sự hứa nguyện của họ như thế nào ở trước mặt Chúa. Và tôi vừa mới nói về cái hôn nhân của chúng ta, những người trẻ chúng ta trước khi kết hôn chúng ta cần phải lưu ý điều này. Đây là một điều hết sức quan trọng với bà cha. Đừng có nghĩ rằng là: ô, tôi nói hôm đó là bởi vì mục sư ông đọc như vậy cho nên tôi nói tôi đồng ý. Ở bên Tin Lành của chúng ta đó, thì mục sư ông đọc trước cái lời thệ nguyện đó, và cái người chồng hoặc là người vợ sẽ nói rằng tôi đồng ý. Bên Công giáo thì họ nghiêm khắc hơn, đó là bắt người vợ và người chồng đó, cô dâu chú rể đó, là phải học thuộc luôn cái lời đó, học thuộc luôn, đưa miro đọc luôn. Anh hứa nguyện rằng là trước mặt Chúa, trước mặt Hội Thánh, anh sẽ cưới em làm vợ dù thế này thế kia, không bao giờ bỏ em. Là họ phải học thuộc, chứ không giống như Tin Lành của chúng ta đó, mục sư ông đọc trước rồi chỉ cần mình nói amen hoặc đồng ý là xong. Nhiều khi có những cặp họ không nhớ được cái lời đó, thì ông linh mục ông đưa luôn cái cuốn sổ có ghi cái lời đó để cho cái người đó có thể đọc. Nhiều khi đọc cũng không xong nữa quý vị. Có những trường hợp là họ vì một áp lực nào đó hoặc là như thế nào đó đọc cũng không xong. Quý mài cha em ơi, đừng bao giờ nhìn cái điều đó như là một cái sự giỡn chơi. Nhiều khi nói là hôm đó anh cao hứng quá, anh nói chơi thôi chứ có yêu gì đâu, có hứa gì đâu. Nhưng quý vị ơi, lời của Chúa nói với chúng ta rằng là nếu mà chúng ta nói chơi đó thì đó cũng là một cái tội trước mặt Chúa. Chúng ta xem ở trong Châm ngôn 26 câu 18 cho đến câu 19: người nào phỉnh gạt kẻ lân cận mình rồi nói rằng tôi chơi mà, khác nào kẻ điên cuồng ném than lửa, cây tên và sự chết. Quý vị thấy rõ ràng lời của Chúa nói rằng là ngay cả nói chơi thôi cũng không được phép đâu quý vị, nhất là trong những cái dịp đặc biệt quan trọng như vậy, chúng ta không được phép nói chơi. Rồi bây giờ chúng ta đến cái trường hợp đó là giả sử nếu hai vợ chồng mà trước đây chưa tin Chúa mà kết hôn với nhau, chỉ ra mắt quan viên hay họ, hay bên gia đình nhà trai nhà gái thôi, và họ không có bất cứ một cái sự cầu nguyện chúc phước của mục sư hoặc là hội thánh, thì phải làm sao đây? Thì theo trong cái sự thương xót của Chúa, tôi khích lệ những cặp đôi đó, chúng ta hãy tìm gặp mục sư quản nhiệm hội thánh địa phương của chúng ta. Rồi chúng ta sẽ nhờ ông ấy tư vấn và ông ấy sẽ cầu nguyện chúc phước cho hôn nhân của chúng ta bắt đầu từ ngày hôm nay. Bởi vì chúng ta trước đây chúng ta chưa biết Chúa cho nên chúng ta không có sự chứng giám và ban phước của Chúa cho hôn nhân của mình. Và bây giờ chúng ta tin Chúa thì chúng ta cần có sự hiện diện của Chúa trở lại ở trong gia đình của chúng ta, để hôn nhân của chúng ta nó sẽ không có một cái sự kiện cáo hoặc là bắn phá đến từ ma quỷ. Đôi khi hôn nhân bị thiếu một cái gì đó, nhất là thiếu sự hiện diện của Chúa ở giữa hai vợ chồng, thì ma quỷ nó là kẻ xen vào và nó sẽ làm cho hôn nhân đó không được bình an và không được hạnh phúc. Cho nên cách khôn ngoan nhất để chúng ta được phước ở trong hôn nhân của chúng ta, đó là chúng ta phải mời gọi sự gì của Chúa đến ở trên hai vợ chồng. Và nếu được thì chúng ta cũng nên đọc lại cái lời hứa nguyện đó ở trước mặt Chúa và trước mặt hội thánh của Chúa, để chúng ta sẽ được phước và cảm thấy thỏa lòng với những gì mà chúng ta có ngày hôm nay. Còn trong cái trường hợp khó hơn nữa, đó là nếu mà người vợ
Nếu mà người vợ tin Chúa nhưng mà người chồng không chỉ tin Chúa thì sao quý ông bà chị em? Mà cái người chị em này đã cưới cái người đó trước đây, tức là không có giao ước hôn nhân gì hết, thì sao? Dạ, amen. Dạ, người đó chỉ có cầu nguyện xin Chúa thương xót và giúp cho chồng của mình có sự trung thành với Chúa và trung thành với mình. Bởi vì người đó không chịu tiếp nhận Chúa mà, cho nên là chúng ta chỉ nhờ cậy sự thương xót của Chúa, gìn giữ hôn nhân của chúng ta mà thôi. Và nếu mà anh ấy mà được Chúa đụng chạm, anh ấy sẽ được Chúa chinh phục trở lại. Giống như là Phaolô nói rằng là nếu mà chồng không muốn bỏ mình, vẫn muốn ở chung với mình, thì qua đời sống tinh kính và thánh sạch của người vợ đó, thì người chồng cũng được nên thánh và hóa theo. Yeah, và cứu được chồng của mình nữa. Cho nên nếu những người chị em chúng ta rơi vào trong cái trường hợp đó thì chúng ta cũng đừng có vội nản lòng và bỏ cuộc. Nhưng mà chúng ta hãy cứ tiếp tục theo đuổi Chúa và sống một đời sống tinh sạch, thánh khiết. Và qua đời sống thánh khiết của anh chị em thì người phối ngẫu của chúng ta sẽ được Chúa thay đổi và được Chúa Ngài cứu rỗi. Amen. Rồi, đó là trong hôn nhân. Bây giờ chúng ta sẽ nói về sự hứa nguyện ở trong cơn gian truân. Ở trong Thi Thiên đoạn thứ 66 của 13 cho đến 14, lời của Chúa chép thế này: tôi sẽ lấy của lễ thiêu mà vào trong nhà Chúa, trả xong cho Chúa các sự hứa nguyện tôi mà môi tôi đã hứa và miệng tôi nói ra trong khi bị gian truân. Có những khi cuộc sống của chúng ta có những cái điều mà chúng ta thấy rằng nếu không có Chúa giúp đỡ, con không thể nào có thể làm nổi, con không thể nào có thể thành công được, con không thể nào có thể phát triển công ty hoặc là cái công việc mà con đang có được. Và nếu không có sự giúp đỡ của Chúa thì con có thể sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của con. Và có những lúc mà chúng ta phải đối diện với Chúa trong sự tan vỡ và chúng ta sẽ nói ra những cái lời hứa nguyện của chúng ta ở trong tình cảm, ở trong công việc hoặc là cuộc sống của chúng ta. Quý bà cha, David cũng đã đối diện với rất là nhiều cái trận chiến sinh tử và ông đã phải thề nguyện với Chúa trước khi mà ông bước ra ở trong cái chiến trận đó. Và cảm ơn Chúa là Chúa giải cứu ông và Chúa khiến cho ông đã thắng được. Và sau đó thì ông đã trở lại với Chúa và trả xong tất cả những sự hứa nguyện đó. Rồi trong cái thánh cũng có nói về trường hợp của một ông quan sát tên là Giép-thê ở trong các quan sát đoạn 11. Và đây là một câu chuyện rất là dài. Nhưng mà khi Giép-thê á, quý mài cho em đánh trận với kẻ thù của mình thì ông đã khấn nguyện cùng với Chúa rằng là nếu Ngài phó dân Ammon vào tay tôi, khi tôi thắng chúng nó trở về, hễ chi ở cửa nhà tôi đi ra đầu hết đặng đến đón rước tôi thì nấy sẽ thuộc về Đức Chúa Trời và tôi sẽ dâng nó làm của lễ thiêu. Đoàn Giép-thê đi đến dân Ammon đặng giao chiến cùng chúng nó và Đức Giê-hô-va phó chúng nó vào tay người. Câu 30-32, rồi tôi đọc câu 34 cho đến 36 như thế này: Giép-thê trở về nhà mình tại Mít-ba, kìa con gái người ra đón rước người, có cầm trống nhỏ và nhảy múa. Nàng là con một của người, ngoài nàng chẳng có con trai hoặc con gái nào khác hơn. Giép-thê vừa thấy nàng liền xé áo mình mà rằng: ở con than ôi, con gây cho cha tức tối quá thay, con thuộc vào số kẻ làm rối cha, vì cha có mở miệng khấn nguyện cùng Đức Giê-hô-va không thể nuốt lời. Nàng thưa rằng: cha ôi, nếu cha có mở miệng khấn nguyện cùng Đức Giê-hô-va, xin hãy làm cho con y như lời ra khỏi miệng cha, vì bây giờ Đức Giê-hô-va đã báo thù kẻ cù địch cha rồi, tức là dân Ammon. Và sau đó thì Giép-thê đã bằng lòng để cho con của mình được đi theo Chúa. Và ông dẫu rằng là ông đứt ruột đó, nhưng mà bởi vì cỡ ông đã mở miệng ra khấn nguyện với Chúa. Và thưa quý mài cho em đây đến câu chuyện, chúng ta thấy được là có những vĩ nhân, có những người được ơn của Chúa mà Chúa sử dụng họ. Họ đối diện với những sự nguy hiểm, nhất là trong chiến trận, thì họ vẫn có những lời hứa nguyện với Chúa. Và khi mà họ đã hứa nguyện với Chúa và Chúa làm thành xong cái điều mà hứa nguyện như vậy, thì họ còn phải trả cái sự hứa nguyện đó. Cho dẫu nó phải đau đớn, cho dẫu nó phải là hy sinh như thế nào đó, thì người đó vẫn phải làm tròn cái sự hứa nguyện đó. Và người Do Thái họ đã rất là tôn trọng những lời hứa nguyện của họ với Chúa và cũng như với nhau, đúng không mà chị em? Và đây là điều mà chúng ta là con cái Chúa người Việt Nam, chúng ta cũng cần phải học văn hóa của nước trời. Qua lời của Chúa chúng ta cần phải có sự gọi là tôn trọng cái lời của chúng ta. Đôi khi tôi thấy có những thanh niên đó, là nói năng và là mình không có kiệm lời. Mình cần phải tiết kiệm lời hứa với bà chị em. Nhất là những người trẻ, chúng ta đừng có bao giờ hứa này hứa kia. Có lẽ là do chúng ta nghe nhạc của Ưng Hoàng Phúc nhiều quá rồi, chúng ta hứa thật nhiều mà thất hứa cũng thật nhiều. Và điều đó nó làm cho chúng ta trở thành một người bị giảm giá trị đi. Cho nên nếu chúng ta là một người nghiêm túc với lời hứa của chúng ta sẽ được ơn của Chúa và
cuộc đời của chúng ta nó sẽ không bao giờ phải gặp nhiều cái sự khổ đau và nước mắt cả. Rồi chúng ta có thể nhìn vào trong sự hứa nguyện trong các mối quan hệ. Đây là cái điều thứ ba. Sự hứa nguyện trong các mối quan hệ. Đôi khi cái lời hứa của chúng ta hoặc là của cái người đi trước chúng ta đó, nó ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta ngày hôm nay, quý mài chen. Ở trong Samuel thứ nhì đoạn số 21 câu 1 cho đến câu 2, là của Chúa chép rằng là về đời David có một ách cơ cẩn trong 3 năm liên tiếp, tức là một cái sự đói kém trong 3 năm liên tiếp. David cầu với Đức Giê-hô-va, Ngài đáp cùng người rằng sự này sẽ đến vì cớ Sao-lơ và nhà đổ huyết của người, bởi vì người có giết dân Gabaon. Vua bèn truyền gọi dân Gabaon và nói chuyện với họ. Người Gabaon chẳng thuộc về dân sự Israel, nhưng họ là kẻ sống sót của dân Amorit. Dân Israel có thể hứa tha thứ cho họ. Dầu vậy, Sao-lơ vì lòng sốt sắng về dân Israel và Giu-đa đã tìm cách trừ diệt họ. Nếu mà chúng ta trở ngược lại lịch sử, chúng ta thấy rằng là trong thời của Giô-suê đó, thì khi mà ông gặp những người dân Gabaon thì ông đã vội vàng kết ước và tha cho dân Gabaon mà không có cầu hỏi Chúa. Cho nên là dân Israel họ phải giữ lời hứa đó. Họ tha cho dân Gabaon và khiến cho dân Gabaon trở thành một trong những dân tộc để phục vụ cho dân Do Thái mà thôi. Nhưng mà sau này khi mà Sao-lơ được làm vua đó thì ông không có nhớ đến cái điều đó. Ông không nhớ đến giao ước đó, không nhớ đến cái lời hứa đó của Giô-suê. Cho nên là Sao-lơ đã giết sạch dân Gabaon như vậy, và thế là có một cái ách đôi kém nó xảy đến. Và thế là David đã phải trở lại để ăn năn cái điều này với Chúa và cũng như với chính dân Gabaon còn sót lại. Quý mài chị em, đôi khi đời sống của chúng ta có những cái sự tối kém. Đôi khi đời sống của chúng ta có những cái gì đó nó bị khô hạn về kinh tế, tài chính, hoặc là chúng ta không được phước ở trong đời sống vật chất của chúng ta. Giống như là dân của Chúa bị cơ cẩn trong 3 năm như vậy. Thì anh chị em ơi, chúng ta cần phải nhớ lại xem coi là chúng ta có cái lời hứa gì nó hứa nó mà chúng ta vi phạm không. Trước đây khi mà tôi bị thiếu về tài chính rất là nhiều, và thế là tôi cầu nguyện, và một lần kia Chúa Ngài bày tỏ với tôi rằng tôi đã hứa tôi dâng hiến cho Chúa nhưng mà tôi đã không dâng đủ. Tức là có những khi tôi có tôi dâng, còn không có tôi là không dâng. Rồi trước đây tôi hứa với Chúa rằng nếu Chúa ban phước cho con nhiều quá, con sẽ dâng hiến cho Chúa 2/10. Nhưng mà tôi chỉ giữ được có đúng một vài năm đầu thôi, rồi những năm sau đó có khi 1/10 tôi không dâng nữa. Và thế là cái cơ cẩn nó xảy ra quý mài chị em. Nhiều tháng liên tục như vậy, tôi nói với vợ tôi, thậm chí vợ của tôi cũng ngạc nhiên đó. Ủa, mình cũng hầu vì Chúa, mình đâu có phạm tội gì đâu mà sao mà thiếu lên thiếu xuống như vậy. Thì tôi mới chợt nhớ rằng là tại vì mình dâng hiến chưa đủ với Chúa. Nếu mà giả sử mình không hứa đó thì không sao, nhưng mà bởi vì mình hứa, mình phải trả. Cho nên anh chị em ơi, khi chúng ta có một cái gì đó hứa với Chúa ở trong công việc của chúng ta, chẳng hạn như là chúng ta đang bị thất nghiệp và chúng ta vào trong nhà của Chúa, chúng ta đang trong cái sự là lửa thánh linh của Chúa, chúng ta được đóng chai, chúng ta nói Chúa ơi xin ban phước cho con cái công việc mới, rồi nếu con có công việc mới đó con sẽ hứa cho người Chúa 1/10 một cách trung tín đầy đủ. Con sẽ hứa con sẽ làm cái này làm cái kia, con sẽ mua cái này cái nọ cho hội thánh của Chúa nếu họ cần. Đến khi chúng ta có công việc mới rồi, chúng ta lại quá bận với cái công việc đó và chúng ta thậm chí quên mất luôn cả việc đi nhóm lại nữa. Rồi chúng ta không làm những cái điều mà chúng ta đã hứa với Chúa trong cái lúc mà chúng ta được Chúa thăm viếng như vậy. Đời sống của chúng ta sẽ chắc chắn không được phước quý mài chị em. Thậm chí nó sẽ bị cơ cẩn nữa quý vị. Tức là đói kém nó xảy ra nữa. Cho nên tôi nói điều này để cho các anh chị em chúng ta có thể mình nhìn lại một chút về đời sống của cá nhân chúng ta, đặc biệt là trong cái lời hứa nguyện của chúng ta. Nếu chúng ta chưa làm trọn, xin Chúa thương xót để giúp cho chúng ta có thể trở lại và chúng ta có thể được phước trở lại ở trong đời sống cá nhân của chúng ta với Chúa. Thi Thiên đoạn 50 câu 14 cho đến 15. Lời của Chúa đã chép thế này: hãy dâng sự cảm tạ làm của lễ cho Đức Chúa Trời và trả sự hứa nguyện ngươi cho Đấng Chí Cao. Trong ngày giang truân hãy kêu cầu cùng ta, ta sẽ giải cứu ngươi và ngươi sẽ ngợi khen ta. Chúa đã nói với chúng ta rằng là chúng ta cần phải trả cái sự nguyện của mình cho Chúa. Để rồi trong cái ngày giang truân đó, khi chúng ta cầu nguyện với Chúa, Chúa sẽ giải cứu chúng ta. Còn nếu chúng ta không trả sự nguyện của chúng ta với Chúa đó, quý mài cho em, trong những lúc giang truân đó, chúng ta kêu cầu với Chúa, Chúa không trả lời chúng ta. Bởi vì cơ chúng ta là người nuốt lời. Ở trong Thánh có nói về cái trường hợp một người đã nuốt lời hứa nguyện của mình và Chúa Ngài đã không trả lời cho người đó.
ở trong sách Samuel thứ nhất đoạn 14. Đây là một cái câu chuyện dài khi mà nói về vua Saul. Ông đã rượt đuổi theo, ông đã rượt đuổi theo dân Philistin. Và khi mà câu chuyện này nói về việc vua Saul, ông đã rượt đuổi theo dân Philistin. Và khi ông đang rượt đuổi như vậy, ông muốn diệt sạch dân Philistin như vậy. Và ông đã hứa rằng là đáng rủa xả người nào sẽ ăn vật thực gì trước khi chiều tối, tức là trước khi ta báo thù những kẻ cù địch của ta. Và thế là cả dân sự đều không ăn uống gì trong ngày hôm đó. Nhưng mà lúc đó thì con trai của ông là Jonathan không biết được cái lời đó. Và Jonathan khi mà mệt quá, rượt đuổi kẻ thù mệt quá, ông thấy có mật ong ở trong rừng. Và thế là ông đã chấm cái mật ong đó, ông ăn. Ông không biết được cái lời hứa nguyện của cha mình. Và thế là sau đó, trước khi mà tiếp tục với cái chiến trận đó, thì vua Saul ông đã cầu nguyện với Chúa. Ông đã mời một thầy tế lễ đến để mà cầu nguyện với Chúa, nhưng mà Chúa không đáp lời ông. Chúng ta xem ở trong câu số và Samuel nhất đoạn 14 câu 36 cho đến 45. Thầy tế lễ bèn nói, chúng ta hãy đến gần Đức Chúa Trời. Saul cầu vấn Đức Chúa Trời rằng, tôi phải nên xuống đuổi theo dân Philistin chăng? Ngài sẽ phó chúng nó vào tay dân Israel chăng? Xong lần này Đức Chúa Trời chẳng đáp lại lời gì hết. Đoạn Saul bảo rằng, hỡi các quan trưởng của dân sự, hết thảy hãy đến gần đây xét tìm tội lỗi đã phạm trong ngày nay là sao. Ta chỉ Đức Giê-hô-va hàng sống là đấng giải cứu Israel, mà thề rằng kẻ đã phạm tội, dẫu chính là Jonathan con trai ta, cũng phải chết đi. Trong cả dân sự chẳng có ai đáp lời người. Người bèn đáp, người bèn nói cùng cả Israel rằng, các ngươi hãy đứng bên này, ta và Jonathan con trai ta sẽ đứng bên kia. Dân sự thưa rằng, hãy làm điều vua lấy làm phải. Saul thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng, ôi Đức Chúa Trời của Israel, xin hãy tỏ ra sự thật. Jonathan và Saul bị chỉ ra, còn dân sự thì vô can. Saul nói, hãy bắt thăm cho ta và Jonathan con trai ta. Jonathan bị chỉ ra, Saul nói cùng Jonathan rằng, hãy tỏ cho ta biết điều ngươi đã làm. Jonathan thú thật rằng, tôi có dùng đầu gậy tôi cầm nơi tay mà nếm chút mật ong này, tôi đây phải chết. Saul nói, hỡi Jonathan, nếu ngươi không chết, nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa rất nặng trên ta. Nhưng dân sự đáp cùng Saul rằng, ủa, Jonathan là người đã làm cho Israel được đại thắng dường kia, phải chết sao? Điều đó chẳng nên, chúng tôi chỉ sinh mạng của Đức Giê-hô-va mà thề rằng, một sợi tóc trên đầu người sẽ chẳng rụng xuống đất, vì người ở cùng Đức Chúa Trời mà được thắng ngày nay. Như vậy dân sự giải cứu Jonathan và người khỏi bị xử tử. Quý mài chị em ơi, ở đây cái câu chuyện này dạy chúng ta một điều rằng, có những khi chúng ta đã vi phạm một cái lời hứa nguyện nào đó, dù rằng nó không phải đến từ chúng ta, nhưng mà đến từ cái người có uy quyền trên chúng ta. Và nếu chúng ta lỡ vô tình mà vi phạm điều đó, thì lời của Chúa sẽ bị ngăn trở trên đời sống tâm linh của chúng ta. Chúng ta thấy được là khi mà Saul cầu hỏi Chúa là có nên tiếp tục hay không, thì Chúa không đáp lời. Dẫu rằng cái sự hứa nguyện đó là đến từ Saul, ông hứa với dân sự của Chúa, chứ không phải ông hứa với Chúa. Và mức độ này nó vẫn còn là nhẹ thôi, chứ ông không hứa với Chúa nha. Ông hứa với mọi người là ai mà ăn cái gì đó trong ngày hôm nay, người đó sẽ bị cứu xả. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa rằng là trong cái câu chuyện này thì dân sự đã giải cứu Jonathan và Jonathan được khỏi chết. Và cái điều gì đó mà ông Saul ông nói rằng là nguyện Chúa ngài trừng phạt ta đó, thì ông lại mắc thêm một cái lần nữa. Quý vị thấy rằng là ông Saul đó, ông có một cái mồm miệng, ông không biết cẩn trọng ở trong lời nói của mình. Cho nên là đời sống của Saul sau này ông rất là khốn khổ, và ông phải chết bởi vì có nhiều điều mà ông nói ông không suy nghĩ. Thưa quý mài chị em, chúng ta thấy rằng là có những khi mà chúng ta vi phạm vào trong một cái lời nào đó, và chúng ta hứa với Chúa, xin Chúa thương xót và chúng ta nhớ, chúng ta giữ lời đó. Hoặc là tổ tiên của chúng ta khi mà họ tin Chúa, họ yêu mến Chúa, họ nói rằng là tụi bay nghe tao dặn nè, mai mốt nhà cửa đất đai là phải dâng cho Chúa để phục vụ Chúa, để làm điểm nhóm. Rồi lúc đó chúng ta amen amen, nhà tụi con sẽ cho hội thánh nhóm tại nhà của mình. Nhưng mà khi mà thời gian trôi qua, chúng ta lại quên mất đi cái lời hứa đó, quý mài chè. Cuộc đời của chúng ta trở nên bị rủa xả, và chúng ta không có được phước ở trong đời sống tâm linh cho đến thể xác của chúng ta. Tôi xin Chúa ngài cho chúng ta nhớ lại những cái điều đó, để chúng ta có thể sống một đời sống được đẹp lòng Chúa, mà chúng ta cũng được phước ở trong ngay trên trái đất này, quý mài chè.
Và điều cuối cùng đó là chúng ta giữ sự hứa nguyện ở trong đời sống Nazire và biệt mình riêng ra cho Chúa. Đôi khi chúng ta không nghĩ rằng cái giây phút mà chúng ta tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm vua Chúa đời sống của mình lại là một cái sự hứa nguyện của chúng ta với Chúa. Mỗi người chúng ta hãy nhớ lại cái lúc ban đầu mà chúng ta quỳ gối, chúng ta tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm vua Chúa đời sống của mình, đó có phải là một cái sự hứa nguyện không? Lạy Chúa, con xin dâng đời sống và linh hồn con cho Chúa, Ngài làm Chúa làm chủ đời sống con. Đó là một cái sứ nguyện, đúng không ạ? Chúng ta đang bước vào trong một giới ước mới mà Chúa Giêsu đổ huyết ra, và chúng ta đã trân trọng mời Chúa bước vào trong đời sống của mình. Đó là một cái sứ nguyện đó. Và con trao dâng đời sống của con cho tay của Chúa. Nhưng mà thời gian năm tháng trôi qua, chúng ta lại quên mất đi lời hứa đó. Rồi chúng ta lui đi và chúng ta không đi nhóm thờ phượng Chúa nữa. Quý mài trẻ em ơi, điều đó là một trong những cái điều mà rất là nguy hiểm. Nếu quý vị chúng ta đang lắng nghe lời của Chúa online mà chúng ta nhìn biết rằng là bạn của chúng ta hoặc là ai đó mà chúng ta biết đó, mà người đó tiếp nhận Chúa mà đó không còn đi theo Chúa nữa, chúng ta nhắc cho họ nhớ để cho họ biết rằng là cái điều mà họ cầu nguyện với Chúa vẫn luôn luôn là một cái sự hứa nguyện ở trước mặt Chúa. Nếu họ đi đâu, họ làm cái gì đi chăng nữa mà họ cố gắng nỗ lực bằng cái nỗ lực xác thịt của mình, chắc chắn không được phước, anh chị em. Không được phước thật sự đâu. Có thể được phước thăng quan thiên chức gì đó, nhưng mà chỉ là tạm thời mà thôi. Rồi sau này cuộc sống sẽ không thể nào viên mãn được. Cho nên anh chị em ơi, chúng ta phải giữ cái lời hứa nguyện của chúng ta với Chúa. Trong cái lúc mà chúng ta tiếp nhận Chúa, rồi sau này khi chúng ta yêu mến Chúa, rồi chúng ta Nazire biệt mình riêng ra cho Chúa. Ở trong Giê-xu Ký đoạn 6 từ câu 1 chứ câu 8 có nói về những cái điều mà một người biệt mình riêng để phục vụ Chúa đó. Người đó cần phải kiêng rượu nè, rồi kiêng giấm nè, rồi kiêng những cái thứ này thứ kia nè. Tránh xa khỏi những điều ô uế là không được phép cạo tóc nè. Thì những cái điều đó, đó người đó cần phải giữ. Và nếu mà vi phạm thì người đó sẽ mất đi sự sức dầu và không còn được ơn người trước mặt Chúa nữa. Và chúng ta biết rằng là khi một người không được ơn ở trước mặt Chúa và mất đi sự sức dầu vì cớ vi phạm những cái điều hứa nguyện Nazire này, thì điều đó sẽ rất là nguy hiểm. Nhưng mà cảm ơn Chúa, trong bất cứ một cái trường hợp nào, Chúa cũng đều thương xót và nhân từ cho những người biết ăn năn thống hối trở lại với Chúa. Trường hợp của Samson là một điển hình. Samson, ông đã nhìn biết rằng là mình đã vi phạm vào trong luật Nazire của Chúa, và ông đã khóc lóc trở lại với Chúa, và Chúa đã phục hồi sức mạnh cho ông trong cái lúc cuối đời của mình, và ông đã được ơn của Chúa trở lại. Và tên của Samson một lần nữa được nhắc đến ở trong sách Hebrew đoạn 11, trong danh sách của những người anh hùng đức tin. Nếu anh chị em chúng ta là người đã hứa nguyện rằng con phục vụ Chúa, con sẽ làm cái này cái kia trong nhà của Chúa sau này, mà bây giờ chúng ta nhìn thấy rằng mình không thể giữ được lời hứa đó, tôi khuyên mời anh chị em chúng ta trở lại với Chúa trong ngày hôm nay. Chúng ta xin Chúa ngày cho chúng ta có thể giữ được những lời hứa đó, để chúng ta có thể trở thành một người của lời hứa. Và trước mặt Chúa, trước mặt mọi người, chúng ta không chỗ trách được anh chị em. Chúa sẽ thương xót, Chúa sẽ phục hồi, và Chúa sẽ làm cho anh chị em được đầy dẫy năng lực của Chúa. Cảm ơn Chúa. Và điều cuối cùng đó là chúng ta, nếu trong gia đình của chúng ta trước đây đã từng đi theo thờ cúng thần tượng này kia, chúng ta có giao ước gì với ma quỷ, chẳng hạn như là có những người họ bên cao đài họ tin Chúa, họ có một cái giao ước đó là tôi hứa tôi không bao giờ bỏ đạo hết, tôi nếu mà tôi bỏ đạo thì tôi sẽ bị trời tru đất diệt. Nhưng mà sau đó gia đình đó tin Chúa, thì gia đình đó, tôi thiết nghĩ rằng để được bình an và hạnh phúc thật ở trong ơn của Chúa thì gia đình đó cần phải đến với Chúa và xé bỏ giao ước đó, để cho tâm linh của cả gia đình đó sẽ được tự do thật ở trong ơn của Chúa, để có thể bước đi theo Chúa cho đến cuối cùng. Nếu không thì ma quỷ nó sẽ cứ theo đòi cái lời hứa đó của chúng ta. Khi chúng ta trở lại tiếp nhận Chúa thì tội lỗi của chúng ta được tha thứ sạch hết với ma chém. Nhưng mà có những cái lời hứa nào đó giống như là món nợ đó mà chúng ta mắc nợ với ma quỷ và thế giới thần linh, thì chúng ta cần phải trở lại với Đức Chúa Trời để chúng ta xưng nó ra và chúng ta rút lại cái lời hứa đó ở trước mặt Chúa. Và Chúa là đứng tối cao, Ngài có quyền để xóa tờ khế lập nghịch cùng với chúng ta, xóa tất cả những giao ước nghịch lại với đời sống đức tin của chúng ta. Côlôse đoạn 2 câu 14 chép rằng là Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự. Đấy là những cái điều rất là quan trọng trong sự hứa nguyện mà tôi chia sẻ cho quý vị buổi sáng nay, để chúng ta có thể nhớ lại những cái gì mà chúng ta hứa với Chúa và hứa với con người. Hứa với Chúa thì chúng ta cần phải giữ, nhưng mà hứa với con người, nếu mà lời hứa đó sai trật, lời hứa đó nó nghịch lại với đức tin của chúng ta, mà chúng ta hứa với những tôn giáo cũ, hứa với những thần tượng ma quỷ hư không trước đây, thì chúng ta cũng hãy đến với Chúa và ăn năn những lời hứa đó, rút lại nó và cắt đứt tất cả những lời hứa đó.
Nếu chúng ta hứa dân nhà, cửa, đất đai của chúng ta, hoặc là sức khỏe, hoặc là cái gì đó thuộc về chúng ta cho ma quỷ đó quý vị. Trước đây đó, thì quý vị ơi, hãy đến với Chúa và quỷ phá cái lời hứa đó. Để đời sống tâm linh của chúng ta được phước và chúng ta được no đủ trong ơn của Chúa Giêsu. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin mời quý vị cùng đứng lên và chúng ta cùng cầu nguyện để chúng ta kết thúc.